Chúng cảm ơn Chúa cho một buổi sáng tốt lành ngày hôm nay. Hai các vua chương 20 phần thứ hai. Trong hai các vua chương 20 bắt đầu với vị vua hiện tại của Juda là Ezechia. Ông bị bệnh gần chết và nhà tiên tri Esai đã đến thăm ông với một thông điệp không mấy an ủi từ Chúa. Thông điệp không tốt cho nhà vua, ông được yêu cầu là phải sắp xếp nhà cửa ngăn nắp vì bệnh tật nó sẽ lấy đi sự sống của ông. Ezechia quay lại và ngay lập tức cầu xin Đức Diêu Va chữa lành. Ê-xê-cha không chỉ cầu nguyện để được chữa lành mà còn để được công nhận. Vua đã đặt công việc và sự chính trực của mình trước mặt Đức Chúa trời. Nhưng ông nói rằng ông đã làm hài lòng Đức Giê-hô-va và giữ một tấm lòng trọn vẹn. Đức Giê-hô-va đã nghe và công nhận lời cầu xin của ông và lập tức cho nhà tiên tri Esai trở lại gặp ê Esai thậm chí không thể rời khỏi sân nhà của vua khi Đức Giê-hô-va cho ông trở về. Esai thuật lại cho Esai rằng Đức giê va đã nghe lời cầu xin của ông và tăng tuổi thọ của ông thêm 15 năm. Nhà vua yêu cầu bằng chứng và bằng chứng đó đã được ban ra đó là cái bóng của đồng hồ mặt trời sẽ di chuyển lùi lại 10 độ. Và chương này kết thúc có phần cay đắng đó là Merodach Baladan, vua Babylon. Tên này là từ trong Esai chương 39 câu 1. Vì vua này đã sai con trai mình và các sứ giả mang lễ vật đến cho Esai Họ nghe tin ông bị ốm và được bình phục Vua Juda vui mừng về điều này và cho họ xem mọi vật và mọi người trong vương quốc của mình. Esai lại được cử đến gặp Esai lần này lên án nhà vua về hành vi vừa rồi của ông. Nhà tiên tri cũng nói thêm rằng mọi thứ mà ông đã cho Babylon xem thì trong tương lai tới sẽ bị bắt đi. Còn Esai thì vui mừng vì trong đời mình sẽ có hòa bình. Người ta xem tiếp câu 13. Esai nghe lời các sứ giả tâu thì vui mừng. Chúng ta có thể tưởng tượng rằng điều này là tân bốc vua Ezechia. Xét cho cùng thì Judah là một quốc gia thấp hèn với ít quyền lực và Babylon là một siêu cường nhỏ hơn. Việc nhận được thông báo và sự công nhận này từ vua Babylon chắc hẳn đã thực sự khiến Ezechia cảm thấy mình là quan trọng. Câu 13b Bèn dẫn chúng đến viếng đền là nơi chứa các vật quý, bạc, vàng, thuốc thơm, dầu quý lại cho xem trại cơ khí và mọi vật trong kho tàng mình chúng ta có thể hình dung Ê-xê-cha muốn làm hài lòng những người sứ giả đến từ Babylon này và muốn cho họ thấy rằng họ có lý do chính đáng để ấn tượng với ông và với vương quốc của mình. vì vậy ông đã làm cho mọi thứ để có thể gây ấn tượng đối với họ và cho họ thấy sự giàu có và bậc nhất của gia đình hoàng gia và ông đã cho họ thấy mọi thứ. đó là chẳng có gì trong đền hoặc trong nước mà Ê-xê-cha không cho chúng xem thấy. Như lời của trách sắp tới của Isaiah sẽ cho thấy rằng đây chẳng qua là sự kiêu ngạo ngu xuẩn của vua Ezecha. Ông ta đang ở một nơi nguy hiểm khi muốn làm hài lòng và gây ấn tượng với con người, đặc biệt là với những người không tin kính. Đó không phải là sự kiêu ngạo thuộc linh, như đối với ông cố Osia của ông. Osia đã đòi dân hương trong đền thờ và người bị nổi phun trắng cho đến cuối đời. Nhưng chúng ta có thể nói sự kiêu ngạo thế gian, vua Ezecha ở đây đó là sự kiêu ngạo của đời đó là những vật quý giá áo giáp kho báu nhà cửa và quyền lực của ông ông đã cho các sứ giả từ babylon đến xem ezecha phải đối mặt và thất bại trước một cám dỗ phổ biến đối với nhiều người đặc biệt là những người trong chức vụ sự cám dỗ của sự thành công nhiều người đàn ông mạnh mẽ thắng sự cám dỗ của sự thất bại và yếu đuối thì đã thất bại trước những cám dỗ của thành công và quyền thế hãy nghĩ về mức độ thành công của ezecha Ông nghĩ rằng mình thật là thần thánh, ông thật đã chiến thắng, ông đã được chữa lành, ông đã trải qua một phép lạ thần kỳ. Ông được hứa hẹn một cuộc sống lâu dài, ông có mối liên hệ với một nhà tiên tri vĩ đại. Ông đã nhìn thấy một dấu kỳ, phép lạ đáng chú ý đó là cái bóng đồng hồ mặt trời lùi lại. Ông giàu có, ông nổi tiếng, ông được ngợi khen và vinh danh, ông được Chúa tôn vinh. Tuy nhiên, sau món quà tuyệt vời là sự sống thêm 15 năm này và sự giải cứu của Jerusalem thì ông đã phạm tội rất nhiều chúng ta có thể nói rằng Ezechia đã phạm tội theo ít nhất 5 cách. Đó là kiêu ngạo ở chỗ ông dương dương tự đắc về những vinh dự mà người Babylon mang lại. Mà những người Babylon tân bốc ông hay là nịnh ông. Thái độ vô ơn ở chỗ ông đã tự cho mình là người thực sự thuộc về Chúa. Ông đã lạm dụng những món quà mà Chúa ban cho ông bởi ông đã lấy những món quà và ân huệ để tự ý dùng cho danh dự và thỏa mãn cho những ham muốn của mình. Theo như trong sử ký 2 chương 32 câu 24 đến 26 nói rằng trong lúc ấy, Ezechia bị đau hòng chết, người cầu nguyện Đức giê va Đức giê va phán cùng người và ban cho người một dấu lạ. Nhưng Ezechia chẳng báo đáp lại ơn Chúa mà người đã lãnh. Vì lòng người tự cao, bèn có cơn thành nộ của Chúa nổi lên cùng người, cùng Judah và Jerusalem. Xong Ezechia hạ sự tự cao trong lòng mình xuống. Người và dân cư Jerusalem cũng vậy, nên trong đời Ezechia, cơn thành nộ của Đức giê va không dáng trên chúng. Cách thứ tư, đó là sự tin tưởng theo xác thịt ở chỗ Ezechia tin tưởng vào liên minh mà ông đã lập với vua Babylon. Cách thứ năm, bỏ lỡ cơ hội ở chỗ ông đã có một cơ hội tuyệt vời để làm chứng cho các sứ thần Babylon về sự vĩ đại lớn lao của Đức Chúa Trời và phước lành của Đức Giê-hô-va trên Judah. Thay vào đó thì ông đã tự tôn vinh mình. Tại sao ông không chỉ cho những người ngoại đạo uyên bác thấy nhà của Đức Chúa Trời? Mọi thứ ở trong đó đều bày tỏ sự vinh hiển của Ngài. thì thiên 29 câu 9 Tiếng Đức Diêu Va khiến con nai cái sinh đẻ và làm cho trụi các rừng trong đền ngài thay thảy đều hô rằng vinh hiển thay. Ở đó lẽ ra ông có thể giải thích cho ý nghĩa của bàn thờ bằng đồng và của lễ dâng trên đó. Và ai có thể nói trước những kết quả có thể không xảy ra trong tâm hồn của những kẻ thờ thần tượng này. Có nghĩa rằng biết đâu họ siêu lòng hướng lòng về Đức Diêu Va chăng? Câu 14 Tiên ê Esai bèn đi đến vua Ê-xê-cha và hỏi người rằng các người đó nói chi và ở xứ nào đến. Ezechia đáp, chúng đến từ xứ xa, từ Babylon. Có lẽ Esai đã biết câu trả lời cho những câu hỏi này. Có vẻ như những câu hỏi của ông đã được Đức Chúa Trời hướng dẫn để cho phép Ezechia có cơ hội trả lời một cách trung thực như ông đã làm và tự nhận ra lỗi của mình, điều mà ông dường như không làm. Câu 15, Esai tiếp, vua cho chúng xem chi trong đền của vua. Ezechia đáp, chúng có thấy mọi vật ở trong đền ta, chẳng có gì trong các kho tàng ta mà ta chẳng chỉ cho chúng xem. Ở đây có mùi của sự kiêu ngạo trong câu nói của Ezecha nói với Esai về điều này. Ông giống như một cậu bé tình lẻ bị một người đàn ông thành phố lớn chú ý. Hỏi Esai, lẽ ra ông phải thấy những người Babylon đó ấn tượng như thế nào trước tất cả những gì ta có chứ? Họ thực sự biết chúng ta là một cái gì đó ở đây trong Judah. Lòng kiêu hãnh và cái tôi quá cao của vua Ezecha dường như khiến ông trở nên mù quáng. Câu 16-17 Esai bèn nói với Ezecha rằng, hãy nghe lời của Đức Giê-hô-va, thì giờ sẽ đến khi mọi vật ở trong đền vua mọi vật mà các tổ phụ vua đã chất chứa trong kho tàng cho đến ngày nay đều sẽ bị đem qua babylon đức diêu ba phán sẽ chẳng còn chi lại hết ezicha nghĩ rằng sự phô trương của cải này sẽ gây ấn tượng cho người babylon tất cả những gì nó làm là cho chúng thấy các vị vua của judah có gì và những gì chúng có thể nhận được từ họ một ngày nào đó các vua của babylon sẽ đến và lấy đi tất cả Điều này đã được ứng nghiệm ở trong hai các vua chương 24 câu 10 đến câu 13 và hai các vua chương 25 câu 11 đến câu 17. Dưới thời vua Babylon là Nebuchadnezzar. Điều này đã được thực hiện một cách tự hào và ngu ngốc vì bây giờ Babylon khát vàng đã biết nơi để cướp của, biết nơi để đến lấy thu gom chiến lợi phẩm béo bở này. Trải qua hơn 100 năm cho đến khi Babylon mang đi kho báu hoàng gia của Judah, nhưng chúng đã đến đúng như lời dự báo tiên tri của Esai. Lời tiên tri này chính xác đến mức nhiều người hoài nghi khẳng định vô tín đó là có một Ê-sai e nào đó sau này hẳn đã viết nó sau sự thật xảy ra. Câu 18 Lại, những đứa con trai của vua do nơi vua ra sẽ bị bắt dẫn đi làm hoạn quan trong đền vua Babylon. Tồi tệ hơn việc lấy của cải vật chất của các vua Judah, vua Babylon sẽ lấy các con trai của vua Judah, tài sản thực sự của ông ta. Một sự ứng nghiệm của điều này là việc bắt Daniel và những người bạn đồng hành của ông đi làm phu tù. Daniel là một trong những hậu duệ của vua được đưa vào cung điện của vua Babylon. Theo Daniel chương 1, câu 1 đến câu 4, năm thứ ba về đời Kim vua Judah, thì Nebuchadnezzar vua Babylon đến thành Jerusalem và vây lấy. Chúa phó Kim vua Judah và một phần khí mạnh của nhà Đức Chúa Trời vào tay người. Nebuchadnezzar đem khí mạnh ấy về đất Sinea, vào nhà của thần mình và để trong kho của thần mình vua truyền cho adbena là người làm đầu các hoạn quan mình lấy trong con cái israel trong dòng vua và trong hàng quan sang mà đem đến mấy kẻ trai trẻ không có tật nguyền mặt mày xinh tốt tập mọi sự khôn ngoan biết cách trí đủ sự thông hiểu khoa học có thể đứng chầu trong cung vua và dạy cho học thức và tiếng của người canh đề. vì lời hứa này của đức chúa trời qua esai nhiều người nghĩ rằng daniel và những người bạn đồng hành của ông đã bị phong làm hoạn quan khi họ bị bắt phục vụ ở trong cung điện còn Clark bình luận về chữ hoàn quan là có lẽ điều này không có nghĩa gì hơn là họ phải trở thành một người hầu trong nhà cho các vua Babylon. Như trong hai các vua chương 24 câu 13 đến 15. Chép rằng, y như lời Đức Giê hô Va đã phán, người lấy tại những bửu vật của đền Đức Giê hô Va và những bửu vật của cung vua đập bẻ các khí dụng bằng vàng mà Salomon vua Israel đã làm cho đền thờ của Đức Giê hô Va. Người dẫn đi cả dân Jerusalem hết thảy những quan tướng và những linh chiến mạnh mẽ, số là muôn người, tức là 10.000 người, lại cũng bắt hết cả các thợ mộc và thợ rèn chỉ còn lại những thường dân của xứ Vậy người đem Zeo Gia Kim đến Babylon lại bắt đem đến Babylon Thái Hậu, Hoàng Hậu, các hoàn quan, những người sang trọng của xứ Đối chiêu trong Daniel chương 1, câu 1 đến câu 3, cho ta thấy cái sự ứng nghiệm đó của lời tiên tri này. Câu 19, Ezechia đáp với e rằng lời đức hô Va mà ông vừa nói là tốt, cái chữ vừa nói là tốt là theo bản hiệu đính, Người tiếp ít nữa trong đời tôi sẽ có điều bình an và sự vững vàng chăng? Đây là tâm trạng đáng buồn của Vujuda. Đức Chúa này đã thông báo về sự phán xét sắp tới và tất cả những gì ông có thể đáp lại là cảm thấy nhẹ nhõm vì điều đó sẽ không xảy ra trong đời mình. Đó là tôn giáo của Ezechia. Về điều này Ezechia cho thấy mình gần như hoàn toàn trái ngược với một người lấy người khác làm trung tâm. Ông gần như hoàn toàn tự cho mình là trung tâm. Tất cả những gì ông quan tâm là sự thoải mái và thành công của cá nhân mình câu 20. Các chuyện khác của Ezechia, sơ mạnh dạng người, cuộc xây hồ chứa nước và kênh dẫn nước vào trong thành đều chép trong sử ký về các vua Juda. Đây là một kỳ công kỹ nghệ đáng kinh ngạc. Ông đã xây dựng một cống dẫn nước để đảm bảo nước ngọt bên trong các bức tường thành ngay cả trong các cuộc bảo vệ. Nó dài hơn 650 thước xuyên qua đá cứng, bắt đầu ở mỗi đầu và gặp nhau ở giữa. Nó vẫn có thể được nhìn thấy ngày nay và nó đổ vào hồ Siloam. Đường hầm này được tìm thấy vào năm 1880, đã được cắt dài 643 m để bao phủ khoảng cách trực tiếp là 332 m, nhằm giúp quân phòng thủ lấy nước trong các bức tường bảo vệ ngay cả khi bị bao vây. Một dòng chữ bằng tiếng Hebrew viết tay vào đầu thế kỷ thứ 8 trước công nguyên, kể chi tiết về công việc là khi đường hầm được lái qua trong khi những người khai thác đá thì vung rìu của họ mỗi người hướng về phía người kia và trong khi vẫn còn ba qubit để xuyên qua thì đã nghe thấy giọng nói của một người đàn ông kêu gọi người đồng nghiệp của mình vì có một kẽ hở ở phía bên phải và khi đường hầm cuối cùng được xuyên qua những người thợ khai thác đá rìu cây rìu với những người đối diện sau đó nước chảy từ suối đến hồ với 1.200 qubit và chiều cao của tảng đá trên đầu của những người khai thác đá là 100 qubit câu 21 giấc cùng tổ phụ mình con trai người kế vị người không nghi ngờ gì nữa, Ezechia khởi đầu là một vị vua tin kính và nhìn chung triều đại của ông là một trong những sự tin kính nổi bật. Hai các vua chương 18 câu 3 đến câu 7. Tuy nhiên, khởi đầu của ông tốt hơn nhiều so với sự kết thúc của ông. Ezechia đã không kết thúc tốt đẹp. Đức Chúa Trời ban cho Ezechia món quà là được sống thêm 15 năm nữa, nhưng số năm thêm vào đó không khiến trông trở thành người tốt hơn hay là tin kính hơn. Thời gian hay tuổi tác không nhất thiết khiến chúng ta tốt hơn. Hãy coi rằng thời gian không làm gì khác ngoài việc trôi đi. Đôi khi chúng ta nói thời gian sẽ trả lời, thời gian sẽ chữa lành hoặc thời gian sẽ phát huy tiềm năng ở trong tôi. Nhưng thực sự thời gian sẽ không làm điều gì giống như vậy cả. Thời gian sẽ chỉ đến và đi mà thôi. Vấn đề chỉ là cách mà chúng ta sử dụng thời gian như thế nào. Ezechia đã không tận dụng tốt thời gian mà Chúa đã dành cho. Ezechia được chôn ở trên ngọn đồi dốc nơi có mộ của con cháu David. Hai sự ký trong 32 câu 33 điều này là do các hang động chôn cất thời đồ sát của hoàng gia ở phía bắc thành phố đã đầy vào thời điểm này và sau này không có vị vua nào của Judah được chôn cất ở trong các hang động bằng đá ở đó nữa. Cảm ơn Chúa trong đoạn này. Đây là phần...